Biệt sử toàn thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhắc đến những nhà tiên tri lừng danh trong lịch sử loài người, chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều nói đến nhà tiên tri mù Vanga đúng không ạ? Với tài năng dự đoán như thần, bà Vanga đã để lại cho hậu thế những lời tiên tri chính xác đến kinh ngạc. Đặc biệt, trước ngày bà rời bỏ thế giới về cõi vĩnh hằng, nhà tiên tri mù đã nói rằng có một cô bé tóc vàng 10 tuổi sẽ thừa hưởng những khả năng trời phú của bà. Quả đúng như vậy, hiện nay trên thế giới không chỉ ghi nhận sự xuất hiện của cô bé 10 tuổi như tiên đoán của bà Vanga mà còn có những đứa trẻ khác nữa. Mặc dù đều là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi nhưng chúng lại sở hữu những siêu năng lực kỳ lạ mà khoa học chưa có lời giải thích. Vậy đó là những nhà tiên tri nhí nào xứng danh hậu duệ của bà Vanga? Những đứa trẻ này đã đưa ra những tiên đoán gì về vận mệnh thế giới? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ nhất, đó là cô bé Kede, hậu duệ nhí của nhà tiên tri Vanga. Nhắc đến nhà tiên tri có sức ảnh hưởng và được nhiều người biết đến, không thể không kể tới nhà tiên tri lừng danh Vanga. Bà có những lời dự báo vô cùng chính xác về tương lai của thế giới. Thậm chí nhiều lời dự đoán của bà đến nay vẫn còn được nhiều người tin tưởng. Trong sự nghiệp tiên đoán của mình, Vanga đã tiên đoán đúng nhiều sự kiện lớn của thế giới như vụ khủng bố Tháp Đôi ngày 11 tháng 9, vụ chìm tàu Kursk của Nga, Tổng thống Nga Putin đắc cử, Brexit hay sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo IS. Trước khi nhắm mắt kết thúc sự nghiệp vào năm 1996, bà Vanga vẫn kịp trăn trối rằng nhiều năm sau đó sẽ có một cô bé sinh ra tại khu vực giữa châu Âu. Bé sinh ra ở thời kỳ xảy ra những biến cố nguy hiểm. Bé cũng có những khả năng tiên đoán tương lai y hệt như tôi. Không nằm ngoài dự đoán đó, năm 2009, báo chí Pháp đã đưa tin về một bé gái có tên Kede Uber sở hữu những năng lực kỳ lạ mà người ta tin rằng cô bé đó chính là hậu duệ mà bà Vanga nhắc đến trước khi qua đời. Được biết, Kede sinh năm 2004 tại thành phố Montpellier, miền nam của nước Pháp. Ban đầu, Kede vẫn phát triển như bao cô bé, cậu bé khác, nhưng càng về sau càng bộc lộ những điểm khác lạ. Kede bị dị tật ở mắt bẩm sinh khiến thị lực yếu, rất giống với đôi mắt bị mù của bà Vanga. Ngoài ra, những cử chỉ và cách nói của Kede cũng rất giống bà Vanga khi còn sống. Điều đáng nói, cô bé cũng từng dự đoán đúng việc bà mình bị bệnh tim, anh trai bị gãy chân hay thậm chí cả việc công ty của bố cô bé bị phá sản. Thậm chí cũng trong giai đoạn này, Kede đã dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cuộc chiến ở Ai Cập và cả cái chết của đại tá Muammar Gaddafi hay đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni Sarkozy mang thai. Năm 2011, cô bé được mời tham gia một chương trình truyền hình. Kede được nhà báo Asinja Volotovo hỏi về dự đoán người sẽ đắc cử Tổng thống Nga. Cô bé lập tức chỉ tay vào bức ảnh và nói, chính là người đàn ông chán hói này. Về sau, người ta mới dùng mình nhận ra đó chính là Tổng thống Nga Putin. Sau này, cô bé Kede cũng đã đưa ra nhiều dự đoán về vận mệnh của thế giới. Tuy nhiên, việc sở hữu năng lực kỳ bí khiến Kede gặp không ít những trở ngại. Đã có khoảng thời gian, Kede và gia đình phải sống ẩn dật vì tránh né truyền thông. Về phía bố mẹ của em cũng chỉ mong con gái được sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Thứ hai, đó là cậu bé Ramsey Sanguno, 5 tuổi, nói 7 thứ tiếng, tâm linh tương thông với mẹ. Đó là cậu bé Ramsey Sanguno, 5 tuổi, sống tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Cậu sở hữu những tài năng vô cùng đặc biệt mà người lớn phải nể phục, được xếp vào một trong những đứa trẻ 5 tuổi thông minh nhất hành tinh. Không những vậy, Ramsey còn có khả năng thần giao cách cảm với mẹ, đến khoa học cũng chưa giải thích được. Ngay từ khi còn là một cậu nhóc mới cai sữa mẹ, Ramsey đã thích đọc sách và chơi với sách vở hơn đồ chơi thông thường. 12 tháng tuổi cậu biết đọc, 18 tháng đã thuộc bảng kiểu chương bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, bảng tuần hoàn và các con số nguyên tử. Đến khi lên 5 tuổi, cậu bé đã giải được những phương trình toán học phức tạp, đặc biệt đó là nói được 7 thứ tiếng, bao gồm tiếng Trung, Nhật, Hy Lạp, Ả Rập, Ấn Độ, ngôn ngữ Do Thái và Tây Ban Nha. Và điều khiến người ta ngỡ ngàng hơn là mẹ của em, cô Nick Sanguino cho biết không hề dạy con những ngoại ngữ này nên không biết cậu bé học được từ đâu. Học giỏi là một chuyện, cậu bé còn có khả năng thần giao cách cảm kỳ diệu với mẹ mình. Trong một đoạn clip do cô Nick đăng tải,
Cô đã viết một con số ngẫu nhiên lên giấy, rồi bảo con trai mình đoán. Ramsey đã đoán đúng tới 38 lần, một tỷ lệ vô cùng đáng kinh ngạc. Cũng trong một lần thử nghiệm khác, cô Nick cũng viết ra giấy một con số mà không cho Ramsey nhìn thấy. Cậu bé đã đoán đúng 16 trên 17 con số, trong đó có một số có hai chữ số. Với những tài năng này, vị tiến sĩ Diane Powell, cựu giảng viên của trường y Harvard tin rằng Ramsey thật sự có khả năng thần giao cách cảm. Bà Diane cho rằng cậu bé đã mắc chứng tự kỷ chức năng cao hay tự kỷ thông minh, và thần giao cách cảm chính là phương thức đặc biệt để cậu bé giao tiếp với mẹ mình. Nhưng cũng vì quá thông minh nên Ramsey đã gặp khó khăn trong việc tìm ngôi trường thích hợp để học tập. Cô Nick cho biết cô rất muốn con trai phát huy được những khả năng của mình để giúp ích cho xã hội và những người xung quanh. Thứ ba, đó là cô bé Nandana Unnikrishnan đọc được suy nghĩ của người khác từ xa. Ở Ấn Độ cũng từng có một cô bé có khả năng đặc biệt tên là Nandana Unnikrishnan. Năm 2013, cô bé được truyền thông đưa tin về năng lực đặc biệt từ năm 9 tuổi. Theo đó, Nandana có thể đọc được suy nghĩ của mẹ mình mà không cần chạm vào người hay thông qua bất cứ thứ gì. Theo chia sẻ của gia đình, Nandana bị mắc chứng tự kỷ từ nhỏ. Sau khi lớn lên, mẹ của Nandana phát hiện ra con gái luôn phản ứng lại mọi suy nghĩ hay ánh mắt của mình. Cô bé cũng trả lời được nhiều câu hỏi theo cách rất thông minh mà những đứa trẻ cùng tuổi không thể tư duy được. Điều đáng ngạc nhiên là Nandana gặp vấn đề về từ ngữ nhưng lại có thể gõ bàn phím máy tính rất nhanh dù chưa từng biết đó là gì. Thậm chí đã có một bài kiểm tra kỳ lạ cô bé từng trải qua, đó là đọc suy nghĩ của mẹ. Đề bài là một đoạn thơ mà mẹ cô bé chưa đọc bao giờ, yêu cầu cô chỉ đọc thầm trong đầu, sau đó để Nandana viết lại trên máy tính. Thật kỳ lạ là Nandana đã viết lại bài thơ đó hoàn toàn chính xác mà gần như không có lỗi chính tả nào. Chưa dừng lại, trong một lần đang ngủ trưa, Nandana đã nghe thấy tiếng kêu cứu của một bé gái. Nandana kể chuyện này cho mẹ mình và người dân trong làng đã đổ xô đi tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện một bé gái vừa qua đời trên sông vì đuối nước. Lý giải về khả năng đặc biệt của cô bé, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực tự kỷ và tâm lý học đã dành thời gian nghiên cứu về trường hợp của Nandana. Ông cho biết cô bé mắc một hội chứng hiếm gặp có tên là hội chứng Savan. Đây là tình trạng mà một người bị khuyết tật tâm thần nghiêm trọng thể hiện một số khả năng vượt xa mức trung bình. Ước tính chỉ có dưới 100 người mắc hội chứng Savan còn sống trên thế giới. Trường hợp khả năng thần giao cách cảm như bé Nandana lại càng hiếm gặp hơn. Các bác sĩ và chuyên gia tâm thần học đã xác định khả năng thần giao cách cảm, ngoại cảm phi thường của Nandana là có thật. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng nào cho những năng lực kỳ lạ của cô bé. Thứ tư, đó là cô bé Maria tạo ra lửa bằng tay. Cô bé Maria sống tại tỉnh Antique thuộc Philippines, được cho là có khả năng tự tạo ra lửa từ bàn tay của mình, thậm chí có thể duy trì đủ lâu để đốt cháy những đồ vật xung quanh. Điều tưởng chừng như vô lý ấy đã được bố mẹ của Maria xác nhận. Bà Karen Taplet, mẹ của cô bé, đã chia sẻ: "Tôi không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Bất cứ khi nào con bé nghĩ đến hay muốn đốt cháy thứ gì, con bé thực sự có thể làm được điều đó." Bố của em, ông Benedicto Taplet, nói rằng: "Tôi không thể giải thích về những điều bất thường xảy ra với con gái mình. Không ai lý giải được khả năng kỳ lạ ấy. Mọi thứ bắt đầu vào một lần cả nhà đang ngủ trưa thì phát hiện chăn gối đột nhiên bùng cháy và nguồn cơn phát sinh là từ bàn tay của Karen. Tồi tệ hơn là cô bé không thể điều khiển được khả năng tạo ra lửa của mình." Chuyện nhanh chóng lan ra và nhiều người hiếu kỳ từ khắp mọi nơi đã đổ về để chứng kiến năng lực của Maria. Trong thời gian đó, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát luôn phải túc trực bên ngoài nhà của Maria để đề phòng bất trắc. Vì sự việc quá kỳ lạ nên các nhà khoa học đã đến tận nơi tìm hiểu, mang theo các dụng cụ và thiết bị. Tuy nhiên, họ chẳng tìm ra manh mối nào cả vì tất cả mọi thứ của Maria đều bình thường. Nhiệt độ và môi trường trên cơ thể cô bé tại ngôi nhà này hay khu vực lân cận đều bình thường. Cuối cùng, họ đành kết luận đây là năng lực kỳ bí.
Ngoài việc tự tạo ra lửa bằng bàn tay, Maria còn có khả năng cảm nhận được những ngọn lửa gần mình. Nhờ tài năng đặc biệt của cô đã giúp lực lượng chức năng phát hiện một số vụ hỏa hoạn. Chưa dừng lại ở đó, tại nước Nga còn ghi nhận một cậu bé sinh ra với những khả năng đặc biệt. Cậu bé còn khẳng định nếu con người trên trái đất cứ phớt lờ những lời tiên tri của cậu thì có thể phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cậu đã đưa ra những lời tiên tri dùng mình về tương lai của thế giới như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Cậu bé Boris Kipri-Sanovic sinh ngày 11 tháng 1 năm 1996 tại thành phố Volgograd, nước Nga, đã gây bất ngờ cho cả thế giới cũng như thách thức các nhà khoa học sau khi sinh ra với những khả năng kỳ lạ và tự tuyên bố kiếp trước mình là người sao hỏa. Boris Kipri-Sanovic còn được gọi với cái tên thân quen là Boriska, được biết đến là một thiên tài nhí. Mẹ của Boriska là một bác sĩ, kể rằng con trai mình đã tự cất đầu lên sau khi chào đời chỉ 2 tuần mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Nhưng đó chỉ là bắt đầu của những điều kỳ lạ về Boriska. Chỉ một vài tháng sau đó, mẹ của Boriska kể rằng con trai mình đã biết nói. Khi được 1 tuổi rưỡi, cậu bé này đã có thể đọc, vẽ tranh và tô màu sắc sảo như một đứa trẻ trung học. Boriska đã đi học khi mới 2 tuổi và dù các giáo viên không hề chỉ dạy điều gì, họ nhận thấy cậu bé có khả năng ngôn ngữ, khả năng viết cũng như kỹ năng ghi nhớ đáng kinh ngạc, không giống bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi. Bố mẹ của Boriska nói rằng họ không hề dạy cho con trai bất cứ thứ gì về vũ trụ hay không gian, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé đã ngồi nói chuyện về sao hỏa, các hệ thống hành tinh và các nền văn minh ngoài trái đất. Đam mê với vũ trụ và không gian của Boriska ngày càng lớn dần. Đến một ngày, cậu bé khiến không chỉ gia đình mà cả thế giới ngạc nhiên khi tuyên bố kiếp trước mình được sinh ra trên sao hỏa, sau đó trở thành một phi công du hành vũ trụ và được tái sinh trên trái đất để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Ban đầu, nhiều nhà nghiên cứu và nhà khoa học đã bất ngờ trước lời nói của Boriska nên đến tận nơi để tìm hiểu. Họ đã từng không tin vào những lời nói này và cho rằng Boriska có vấn đề về tâm thần. Cậu thanh niên được miêu tả là một người cực kỳ nhút nhát và có trí thông minh chỉ trên mức trung bình một chút, hoàn toàn là một người bình thường. Tuy nhiên, không ai lý giải được những khả năng đặc biệt của Boriska, đồng thời càng không thể hiểu được những kiến thức nổi bật của Boriska về hệ thống hành tinh và vũ trụ có từ đâu. Điều này đã gây bối rối cho các nhà khoa học trong suốt một thời gian dài. Hiện tại, Boriska đã 24 tuổi. Nam thanh niên tuyên bố mình được gửi tới trái đất để cứu con người khỏi cuộc chiến tranh hạt nhân tận thế. Anh nói rằng hành tinh sao hỏa của mình đã gần như bị xóa sổ trong cuộc xung đột hạt nhân diễn ra hàng nghìn năm trước và lo ngại trái đất cũng có thể gặp số phận tương tự trong tương lai. Điều này càng thêm rõ hơn khi Boriska quan tâm đặc biệt tới những căng thẳng về vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên. Boriska nói rằng nếu con người trên trái đất cứ phớt lờ những lời tiên tri của mình thì có thể sẽ gánh chịu những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, giống như người anh em sao hỏa đã từng chịu đựng. Thiên tài người Nga nói rằng anh không phải đứa trẻ duy nhất từ ngoài vũ trụ vào trong trái đất mà còn rất nhiều đứa trẻ khác cũng được gửi tới đây cùng chung nhiệm vụ cứu lấy nhân loại. Tất cả họ đều được tái sinh và được gọi là những đứa trẻ Indigo. Họ đã sống sót sau cuộc chiến trên sao hỏa và đều có năng lực siêu nhiên. Theo lời của Boriska, người sao hỏa bất tử và ngừng lão ở tuổi 35. Họ thường cao hơn 2 mét, được trang bị công nghệ tiên tiến và có khả năng du hành giữa các vì sao. Người sao hỏa thở bằng khí carbon dioxide. Tôi nhớ khi tôi khoảng 14-15 tuổi, người sao hỏa luôn xảy ra các cuộc chiến tranh, nên tôi thường phải tham gia vào những cuộc không kích cùng với những người bạn của mình. Chúng tôi có thể du hành trong thời gian và không gian qua những con tàu vũ trụ hình tròn. Chúng tôi quan sát sự sống trên trái đất bằng những chiếc máy bay hình tam giác. Tàu vũ trụ của sao hỏa rất phức tạp, có nhiều tầng lớp và có thể bay khắp vũ trụ, Boriska nói. Anh cũng từng chia sẻ rằng, mặc dù từng chịu nhiều cuộc chiến tranh hạt nhân, nhưng trên sao hỏa vẫn tồn tại nền văn minh. Boriska khẳng định người sao hỏa đã phát hiện rất nhiều điều kỳ lạ trên trái đất và một trong những nơi ẩn chứa bí mật lớn nhất chính là kim tự tháp Giza vĩ đại tại Ai Cập. Một khi tượng nhân sư Giza ở Ai Cập được mở ra, cuộc sống của con người trên trái đất
sẽ thay đổi và cơ chế mở của bức tượng được giấu ở phía sau một tai. Mặc dù hiện nay chưa có bất cứ khẳng định nào về những lời nói của Boryska, càng chưa có nghiên cứu nào khẳng định có sự sống trên sao Hỏa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy lo sợ trước những dự đoán của Boryska về ngày tận thế của trái đất. Cho đến hiện nay, thiên tài về vũ trụ này vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học. Thưa quý vị, bằng tài năng bẩm sinh của mình, cậu bé Boryska đã đưa ra những lời dự đoán rùng mình về vận mệnh thế giới. Liệu rằng loài người có phải đối mặt với ngày tận thế hay không? Kết cục có giống như người anh em sao Hỏa đã từng chịu đựng hay không? Những điều này cho đến nay vẫn là những bí ẩn đối với các nhà khoa học. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.